Quỳnh Phương xin mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay mình tiếp tục với một cái món ăn ngon, đơn giản, dễ làm hả quý vị. Cái món này là từ dưa leo. Dưa leo mình thì rất là giòn, ngon, thấm đậm cái gia vị, rất là hấp dẫn hả quý vị. Đơn giản, dễ làm. Chúng ta làm trong vòng khoảng 15 phút là xong cái món này rồi. Ăn với cơm trắng cũng rất là bắt quý vị. Thì thực hiện như thế nào thì Quỳnh Phương mời tất cả quý vị và các bạn vào bếp để thực hiện cùng mình nha. Rồi thì hôm nay Quỳnh Phương có mua được mấy trái dưa leo, cũng không có nhiều quý vị, có 3 trái à. Mình làm được một dĩa nhỏ nhỏ đó quý vị. Đó, rồi mấy trái dưa leo thì chúng ta chọn được những trái to thì nó sẽ ngon hơn ha, thịt nó dày. Đó, còn trong những cái ngày này thì mình có cái loại dưa leo nào thì mình sử dụng cái loại đó cũng được hết quý vị. Dưa leo thì Quỳnh Phương mua về đã rửa sạch với nước muối pha loãng á. Đó, mình rửa mình ngâm chút xíu. Sau đó thì mình đem mình cắt ra nè quý vị. À, dưa leo cắt bỏ phần đầu phần đuôi và chúng ta cắt làm hai, sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái muỗng nhỏ nhỏ như thế này để mình loại bỏ cái phần ruột dưa leo nè. Đó, để dưa leo mình nó không có bị nó giữ được cái độ giòn á, giòn ngon mà không có bị chảy nước nhiều thì mình phải loại bỏ cái phần ruột. Rồi bây giờ mình tách ha, tách từ từ loại bỏ luôn. Đó, chúng ta làm rất là nhanh quý vị. Quý vị cũng có thể sử dụng dưa leo baby là món này cũng rất là ngon ha. Rồi sau khi mà chúng ta loại bỏ phần ruột ra thì bây giờ mình sẽ cắt ra ha. Thì Quỳnh Phương thì cắt theo cái kiểu này đây. Miếng nhỏ nhỏ như vậy, dày khoảng dưới 1 cm chút xíu là được ha quý vị. Đó, còn quý vị có thể cắt xéo hoặc là cắt dọc á cũng được ha. Đó, chủ yếu là thành những cái miếng mỏng mỏng là được. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào tô. Rồi sau khi cho vào tô quá quý vị thì quý vị chuẩn bị cho mình một muỗng cà phê muối, mình cho vào và trộn đều cho nó ướp phần muối nè, giúp dưa leo hờ mình á, nó sẽ ra nước. Và bây giờ mình đem để tủ lạnh ha. Sau khi mà để cái phần dưa leo vô tủ lạnh thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái củ hành tím. Củ hành tím thì Quỳnh Phương chuẩn bị một củ nhỏ thôi. Sau đó thì mình sẽ ngâm dập dập và cắt ra hết quý vị. Rồi tiếp theo thì mình sử dụng một khúc ớt trái bự đó quý vị. Đó, mình sử dụng một khúc thôi ha. Quý vị có thể sử dụng một trái ớt nhỏ cũng được. Nếu mình thích ăn cay hơn thì mình có thể cho thêm ớt. Rồi cái này mình tiết kiệm đó quý vị. Làm cái gì cũng gọn gọn thôi. Rồi sau khi mà chúng ta để khoảng 15 phút trong tủ lạnh cái phần dưa leo, bây giờ mình đem cái phần dưa leo này ra mình xả lại với nước đó quý vị, nó cho nó bớt cái vị mặn á. Rồi mình bóp nhẹ nhẹ đó, mình xả đó. Cái này thì mình sẽ xả ra cái lần nước này, rồi để trong rổ mình xả với cái vòi nước á, mình xả thêm vài lần nữa, cứ bóp nhẹ nhẹ vậy hết quý vị nè. Những miếng dưa leo một lát á mình ăn nó rất là giòn ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi xả với cái vòi nước đó quý vị. Sau khi mà xả với cái vòi nước rồi thì mình để ráo cái phần dưa leo ha. Đó, để cho nó rút nước bớt, mình chuẩn bị một cái chảo lên và cho một muỗng dầu vào. Nó cái chảo nóng thì mình mới cho dầu vào hết quý vị, cho khoảng một muỗng là được. Khi dầu nóng lên thì mình sẽ cho cái phần củ hành tím. Rồi cho củ hành tím vào để mình phi. Mình phi cũng nhanh thôi, đợi cái phần củ hành tím nó hơi vàng vàng lên là được hết quý vị. Đó, nó bốc mùi lên nó thơm lắm quý vị. Rồi giờ mình đảo sơ qua một cái ha. Nó khi mà nó hơi vàng vàng là được rồi. Mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Sau đó thì mình sẽ cho một cục chao. Đó, một cục với một xíu nước đó vậy, nước cao á, cho vào. Tiếp theo là nước tương. Nước tương thì ở đây Quỳnh Phương cho là một muỗng nước tương đó quý vị. Rồi, đó, mình dầm cái cục chao này ra nè. Nó tạo cái độ sền sệt. Đơn giản lắm quý vị, làm rất là nhanh luôn. Rồi, khi mà chao tan ra rồi thì quý vị cũng
chuẩn bị cái nước ha, cho nước vào. Nước ở đây thì mình cho nước đun sôi để nguội, mình cho khoảng 4 muỗng thôi quý vị. Rồi mình đánh cho nó tan lên, sau đó mình để lửa lớn lên cho cái phần hỗn hợp này nè, nó sôi lên lại đó quý vị. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị hạt nêm chay từ nấm. Hạt nêm chay từ nấm thì mình sẽ cho vào ở đây là nửa muỗng. Rồi mình cũng khuấy khuấy sơ sơ cho nó tan đều. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu cho đường vào. Thì cái lượng đường ở đây á, thì quý vị cho một lần ít ít ha. Đó, mình thì mình cho khoảng 3 phần 4 muỗng. Nếu quý vị nào ăn ngọt không được nhiều á, mình cho một lần khoảng một ít á. Rồi mình nêm lại cho vừa khẩu vị mình ha. Đó, cho lặn xíu xíu vô vậy đó. Rồi mình nêm coi cái khẩu vị mình nó vừa chưa. Rồi hãy cho thêm ha. Nó riêng mình Phương thì mình Phương cho 3 phần 4 muỗng. Còn tùy vào cái độ mặn ngọt của cái độ mặn của cái phần chao của mình á, thì mình sẽ gia giảm cái lượng đường cho nó phù hợp. Đó, để các bạn có thể nêm nếm lại ha. Như mình thấy cái phần này nó hơi hơi mặn á, thì mình cho thêm xíu nước này, cho thêm muỗng nước nữa quý vị. Rồi khi mà đã vừa ăn rồi thì mình sẽ bắt lửa cho nó lớn lên, cho nó sôi lên thấy quý vị, và nó sẽ hơi kẹo kẹo lại chút xíu. Cái phần nước này nè, nó sẽ hơi sền sệt kẹo kẹo lại chút xíu nữa thấy quý vị. Sau đó thì mình sẽ tắt bếp. Rồi tắt bếp rồi mình sẽ cho một xíu bột ngọt vào thấy quý vị. Một chút xíu thôi. Tắt bếp rồi mình mới cho vào ha. Sau khi cho bột ngọt vào thì Quỳnh Phương sẽ cho cái phần ớt. Phần ớt mới nãy mình băm á, mình cho vào luôn. Nếu quý vị nào thích ớt mà bột ớt á, cho vào cũng được. Rồi, dưa leo sau khi mình đã xả nước xong, mình để ráo nước rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra cái dĩa ha quý vị. Cho ra dĩa. Rồi sau khi cho ra dĩa xong thì mình sẽ cho cái hỗn hợp cái phần nước sốt này lên trên nè. Đó, nếu các bạn mà không thích thì các bạn có thể bỏ cái phần dưa leo mới nãy vào chảo thì mình trộn từ từ lên cũng được hết quý vị. Đơn giản mình trộn cho nó thấm đều cũng được, hoặc mình để lên dĩa rồi mình chan lên cũng được hết quý vị. Vậy là cơ bản Quỳnh Phương món ngon tại nhà đã chia sẻ xong cho quý vị cái món dưa leo trộn giòn ngon, đơn giản dễ làm tại nhà. Chúc quý vị thực hiện thành công và thực hiện được nhiều món ăn chay ngon, đơn giản dễ làm tại nhà trong mùa dịch ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tất cả những video tiếp theo.